Bây giờ hỏi bác Cường, bác mới lúc nãy bác nói về Việt Khang. Ngày hôm mùng 2 tháng 2, một cái video YouTube đưa lên Việt Khang đang trên đường tới Đài Loan và ngày mai sẽ tới Los Angeles. Cái video đó nó thu được tất cả mấy trăm ngàn view mới từ hôm mùng 2 tháng 2 cho tới giờ. Thì tức là đây ở cộng đồng nó có những cái bọn chuyên môn làm câu view, chẳng hạn như ở trong nước có như là Doãn Như Lân hay là này kia đại khái làm lên để làm gì, để mà lấy view. Đấy. Thì bịa đặt những câu chuyện ra thế xong rồi để mà cái là hấp dẫn người ta vào coi để rồi được cái tiền YouTube chẳng hạn. Nhưng mà thật sự anh Việt Khang này mới tới ngày mới rời Việt Nam ngày mùng 8 tức ngày hôm qua. Sáng ngày hôm qua đi ra phi trường, ra sân bay thành phố Hồ Chí Minh qua Đài Loan. Và trưa nay thì tới được Los Angeles. Và tôi không có quan tâm nhiều. Nhưng mà có một cái câu tôi ngồi làm việc tôi nghe vong vọng trong radio ca sĩ Lệ Hằng mở ra nghe đó. Cô Ngọc Ân. Cô đọc, cô bảo đặc biệt kỳ này là không có làm ồn ào và không có chào cờ, không có cờ quạt và mọi người ngồi im trên ghế, không có làm ồn nào giống như cái chuyện mà ông những người tiền nhiệm qua đây như là ông Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải. Thì bác Cường biết như thế nào, bác Cường thuật lại cho. Thì tôi thấy rằng thì là Việt Nam anh là ai với lại gì đó, Việt Nam tôi đâu đó. Việt Nam tôi đâu đó thì tôi nghe thấy cái tựa đó từ 2-3-4 năm nay rồi nói là ở tù oan, thì tôi thấy rằng thì là oan riêng cái tựa đó là mày đủ mày đáng mày không biết cái gì nhỉ, anh là ai. Thế thì công an Việt Nam nó bảo đây này, tao vả cho mày vỡ mồm ra để mày biết anh là ai, phải không ạ? Chứ hơn là mày biết mày là ai cái đã. Thành ra là thế mà rồi thì cũng đón rước kìa chứ. Ở Việt Nam tôi đâu đấy, nhưng mà giờ anh biết là Việt Nam tôi đâu đấy, bây giờ anh lại bỏ qua bên Mỹ để làm cái gì? Việt Nam tôi đâu, cả ngày tất cả đó đều là mật ước thành đô rồi 2 năm nữa là mất với tàu. Thế thì tôi chả hiểu rằng thì là những các cái nguồn tin quốc tế hay là các lãnh đạo thế giới nó tới APEC hay là cái người mà cầm đầu ở đây ông McCain mấy gì đó thì không ông biết gì, ông ấy giành quá rồi. Ông ấy giành làm sao là bán cho tàu thế nào thì tôi nghĩ là đó, ông John McCain là người bảo trợ cho cả Việt Nam qua. Đấy, thì lý do đó ông John McCain là một người bạn rất thân với Việt Nam. Và ông ấy yêu cầu thì Việt Nam sẵn sàng. Thứ nhất, nuôi những cái thứ bá cô nó không biết nó là ai mà nó không biết Việt Nam tôi đâu ở đây. Thì thôi tống cổ nó đi được. Nhưng mà ông John McCain chắc chắn là có dặn, theo tôi nghĩ. Các bạn phải biết rằng cái lá cờ vàng ba chọc đỏ đó, nó không biểu tượng cho đất nước của các quý vị. Và không có lý do gì quý vị mang ra đây để quý vị làm khó dễ cái người mà tôi bảo trợ qua đây. Ông Việt Khang, ông không phải là người Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì ông sinh ra sau này, ông mới có cái tuổi của ông. Thì các bạn không được mang lá cờ đó và không được làm cái cuộc lễ đón tiếp ông Việt Khang để tạo một cái sự khó khăn cho ông ta sau này. Theo tôi nghĩ như vậy, bởi vì ông John McCain, ông tôn trọng Việt Nam Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa. Thưa anh nói chuyện về ông John McCain mới là gì, cái chuyện mà đau lòng của cái Việt Nam thôi. Thì thế này nè, người Mỹ anh, sau khi chiến tranh chấm dứt thì cái người Mỹ ở đây họ không có dừng rồi đó. Họ không có dừng từ năm 1995, chiến tranh chấm dứt, họ bước ra khỏi Việt Nam, nhưng mà họ cái cuồng máy chiến tranh mà nó vẫn còn chạy. Họ theo đuổi một cái chính sách là harassment, tức là làm khó Việt Nam bằng những người dùng những người Việt Nam ở đây. Tại vì vậy thành thử ra cái phong trào Hoàng Công Minh mới to đến như vậy. Tại vì có sự dung dưỡng, tại vì có sự chống tay của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, văn bản rõ ràng
trong tay của nó. Thành thử ra mới có chuyện như là người ta đi, người ta dán cái lá cờ vàng vào trên cái chán người ta để người ta biểu tình. Họ biến, nhưng mà cũng đường cái này. Đường bằng cái đó, thằng cha Mỹ à, thì nó biết lúc nào cũng ngừng. Nó trả thù trong vòng 20 năm đầu rồi. Nó trả thù Việt Nam đủ rồi. Nó trả thù người Mỹ, họ trả thù Việt Nam bằng người Trung Cộng, bằng người Campuchia, và đặc biệt là bằng những người Việt Nam ở đây. Cái lỗi của cái những cái điều gì mà người Việt Nam mình ở đây chịu, anh em mình ở đây mà cố xé với nhau thế này này, không phải là tự nhiên, không phải là tự nhiên, mà cũng chẳng phải là tại vì con người Việt Nam mình nó ngu dốt đến mức độ như vậy, mà có cái sự nuôi dưỡng của những người sau người Mỹ ở đây này, trong guồng máy chính quyền thù hận Việt Nam, sử dụng những người Việt Nam mình ngồi này dung dưỡng để làm khóa Việt Nam, thì cái điều đó có xảy ra. Mình có đụng cái thế này, người Mỹ đến lúc nào thì họ tỉnh táo ra, họ hiểu ra, họ rất thực dụng, đã làm ăn với Việt Nam rồi thì thôi, không có quyền làm như vậy nữa. Chỉ có một cái điều tội nghiệp là những người Việt Nam mình ngoài này nè, đến bây giờ cái quán tính nó vẫn như vậy, vẫn còn như vậy, rồi mồi chài vào để những người Việt Nam mình, Việt Nam mình qua bên đây nè, làm một cái hãnh diện của đất nước Hoa Kỳ. Tại sao mình có thể ngây thơ đến mức độ như vậy? Và người Việt Nam mình vì lý do này hay vì lý do khác ở ngoài này quá ngây thơ trong vòng 42 năm nay. Mình mong rằng trong kể từ năm Mậu Tuất này trở về sau, Việt Nam, người Việt Nam mình, đặc biệt ở trên phố Bô Sa, đặc biệt ở trên phố Bô Sa, sẽ có dịp mỗi ngày sẽ được trưởng thành một tí. Trưởng thành về cái chuyện gì? Trưởng thành về hiểu rằng mình chỉ là một thành phần của trong cái xã hội này thôi, và chiến tranh Việt Nam là một điều làm rất nhiều người Mỹ cấn cái và xấu hổ. À, để tôi nói tiếp cái vấn đề anh Việt Khang. Khi mà Đài Radio Sài Gòn, khi mà Việt Khang làm Anh Là Ai, thì nó tâng bốc cái bài hát này khắp các media của nước bên Mỹ này. Bây giờ thì người dân Việt Nam đã trả lời anh là ai khi một đoàn rừng cờ đỏ sao vàng nó giơ lên, nó ủng hộ U-23 của Việt Nam, chứng tỏ nó đã trả lời anh là ai, và chúng và người Việt Nam họ nói chúng tôi là người Việt Nam cờ đỏ sao vàng. Vâng, thưa anh ạ. Vâng, mời bác. À, thì cái nếu mà đi lại từ đầu thì anh, tôi phân biệt rằng thì là cái chiến lược, những người mà nắm chiến lược của cuộc chiến đó, tức là cuộc chiến Việt Nam đó, với lại những các cái người mà chiến thuật bây giờ, những cái người mà câu phiếu bây giờ đó, thì là họ cứ tiếp tục là họ phỉnh gạt những các cái người ở đây. Mày thích cờ vàng, tao cho mày cờ vàng, tao cho mày no communist zone là đủ hết, mày thích cái gì thì tao cho mày cái đó. Mày thích đi tàu bay giấy thì tao cho mày đi tàu bay giấy. Còn thì cái cấp trên thì là người ta giao dịch với nhau thì nó lại là chuyện khác. Thành ra nhưng mà người Việt Nam ở đây, người Mỹ nó cũng không có u mê, người Việt Nam ở đây cũng không có u mê. Và cái đặc tính của nước Mỹ là tao chỉ kính trọng thằng nào nó dám chống lại tao. Đúng, có thế đúng, thôi. Đúng. Thằng nào nó dám chống lại tao, cho nên đó mình mới thấy chính sách của nước Mỹ đó là nó phục người cộng sản Việt Nam. Đấy, thưa thầy thế này. Anh nói chuyện chống lại, anh cho mình nói một câu đó là quý vị phải biết rằng thì là đến bây giờ trong một cái lịch sử vàng son của nước Mỹ, trong cái chiến sử vàng son và vinh quang của nước Mỹ, chiến tranh Việt Nam là chiến tranh duy nhất họ đã thất bại. Và khi họ rời Việt Nam, họ phải đục mái nhà toàn đại sứ Hoa Kỳ để họ chạy. Nhớ như vậy. Bác Phương ơi. Và cái này, đặc tính của cái người Việt Nam chống cộng ở đây, tôi xin nhấn mạnh hai chữ người Việt Nam chống cộng,
luôn luôn là vẫn xài hàng giả như bác thường nói. Thành ra chính vì thế họ vẽ một cái bản Việt Nam Cộng Hòa là đại lộ kinh hoàng là này là kia, trận đánh Quảng Trị rồi ghê gớm lắm đấy. Họ làm cho cái hình ảnh Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tươi sáng, nhưng mà họ thấy đâu rằng cái đó là hàng giả. Bây giờ cái hàng giả đó nó tuột rồi, son phấn nó rã rời rồi, hết rồi, nó lòi cái bộ mặt thật ra rồi. Thành ra nhưng mà họ không dám nhìn nhận. Bây giờ quý vị nào mà có đọc sách, có xem phim thì nên nhớ rằng cái phim mà về chiến tranh Việt Nam mà người Mỹ làm ở đây đó, cái phim này là cái phim Born in the 4th of July, cái phim mà một chiến binh Mỹ sanh nhầm cái ngày sanh của họ là ngày 4 tháng 7 là lễ độc lập của Hoa Kỳ. Xem cái nhân vật chính như trong đó đó là một số thương binh Việt Nam từ ở chiến trường về, ở chiến trường Việt Nam về không được đối xử, không được mang vòng hoa, không được treo cờ, nằm xó xỉnh ở trong cái bệnh viện mà chế độ bệnh viện đó không đủ để mà chữa thuốc thang cho họ nữa. Rồi họ đau, họ khủng hoảng thần kinh, có những người còn phải trốn ở đây đi sang những bệnh viện bên Mỹ mà nhà mà ở đây, nghĩa là nhân tình, nghĩa là bạc đãi cái người thương phế binh của Mỹ mà sau khi đánh ở chiến trường Việt Nam trở về. Thì là cái số phận người nào mà sinh nhầm cái ngày đó đó là số phận xấu, xui xẻo. Vâng, để tiếp lời các bác anh như thế này, thầy trước hết tôi đồng ý, rất đồng ý với bác Cường. Cái người Mỹ họ rất là thâm, họ chửi vào mặt những nhà dân chủ, tụi bay muốn đi. Người Cộng sản họ cũng rất là hay, đứa nào muốn đi chối bỏ quê hương là tự nó nói lên con người của nó. Anh nói rằng anh đấu tranh cho Việt Nam mà tại sao anh bỏ quê hương? Anh muốn đấu tranh là anh phải ở lại Việt Nam mà anh đấu tranh. Mà anh đã khi mà anh đòi lên này Việt Khang nhé, trước Việt Khang là ai, cũng trong tuần này là có Trương Minh Tam, có Phương Nguyên, có Hào Hạc, Đặng Xuân Diệu, toàn là những người cũng nói rằng tôi sẵn sàng đấu tranh cho một Việt Nam. Phương Nguyên còn lấy cái là máu bò viết lên trên cái băng rôn ở kia, tự do cho Việt Nam. Thế bây giờ đấy, mình tự do cho mình hay tự do cho Việt Nam? Tất cả những cái người này, người Mỹ họ biết tụi bay chỉ muốn đi tìm một cái vé máy bay qua Mỹ. Nhưng mà nhìn lại cái hình ảnh từ Bùi Tín trở xuống cho tới ngày hôm nay, rồi Cù Huy Hạ Vũ, tôi gọi là cù mà không cười đó, cù lét mà không cười đó. Thế rồi Trần Khải Thanh Thủy, rồi Lê Thị Công Nhân không đi mất, vẫn còn ở bên đó. Còn anh mới đây điếu cày Nguyễn Văn Hải, tất cả những người đó bây giờ làm cái gì? Một tháng nó cho lãnh 450 đồng tiền trợ cấp trong vòng 2 năm, sau đó mình phải xin qua tiền người khác. Tiền cái đầu tiên nó gọi là General Relief, tức là cái tiền trợ cấp thời cho những người mà không có đủ để sống. Sau đó thì mới bắt đầu sau 2 năm, tức là sau 18 tháng mình có cái thẻ xanh, mình bắt đầu đi xin những cái trợ cấp xã hội, những cái gì đó tùy theo. Tới 65 tuổi thì mới bắt đầu được xin vào lại cái tiền già. Có những người này không đi làm, thằng Trương Quốc Huy nó còn trẻ, nhưng mà sẽ làm được gì đâu. Mà trước khi đi qua đây ấy, đã làm một cái lá thư. Trương Quốc Huy bị tù 2 lần. Năm 2007 viết một cái lá thư năn nỉ xin nhà nước khoan hồng cho chúng tôi này kia đại khái. Bà mẹ viết thư xin khoan hồng, người ta cho khoan hồng về lại tiếp tục, rồi lại đi vào ở tù bây giờ lại đi ra, dùng cái đó để mà đi đâu? Để mà đi qua bên Mỹ. Rồi qua bên Mỹ làm cái gì? Lại đi bịa đặt cái này thế kia. Và bị mất việc ở trong đài VNA TV là lý do mời Tạm Đức Chí và Tyler Diệp lên. Và tôi là người khiêu nại. Lê Hoan vội vàng phải cho nghỉ ngay lập tức. Tôi nói anh không cho nghỉ là tôi đi thưa tại VNA. Tại vì Trương Quốc Huy là nhân viên. Rốt cục Lê Hoan phải không biết. Cái video đó nó luồn lạc, nó đưa vào hồi nào mà ban giám đốc không biết. Tôi bảo ok, tôi tha cho cái chuyện đó, tôi không thưa. Nhưng mà tôi lên trên đài để tôi nói chuyện trả lời cho hai ông này. Lê Hoan bằng lòng liền. Thế nhưng mà khi mà tôi bảo không, tôi lên tôi mời hai ông
ông thị trưởng, ông phó thị trưởng dám nói chuyện với cử tri Nguyễn Phương Hùng hay không. Và kỳ này đó, tháng 11 này sắp sửa hai ông ra bầu cử, rồi các ông sẽ thấy. Bây giờ trở lại cái vấn đề, anh muốn đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ hay cái gì đó, anh phải ở lại Việt Nam. Còn anh đã bỏ, anh chạy rồi đó, tức là anh đã đầu hàng. Và có nghĩa rằng cái việc làm các anh thấy rằng á, sai. Và các anh nhìn thấy những hình ảnh Nguyễn Văn Hóa, những cái này kia, rồi Nguyễn Nam Phong bây giờ 14 năm tù, rồi 5 năm tù, 10 năm tù, rồi mẹ nấm mẹ nhớ, kêu giờ anh sợ nấm quá rồi. Bây giờ bà bảo mấy ông này là cho ăn nấm nữa ra, bảo đảm không dám ăn. nhưng mà anh phải hiểu là ở Việt Nam á, cái thành phần chống đối nó ít lắm. Anh nhìn thấy đó, nên nó chỉ có mấy người đó thôi. Anh nhìn thấy một dãy cờ đỏ sao vàng mà nó nổi lên khắp thành phố, khắp nước Việt Nam, thì bạn phải chứng tỏ là người dân Việt Nam họ ủng hộ cái lá cờ đó cỡ nào. Và cái anh là ai của Việt Khang biên đó, so sánh với một đoàn người Việt Nam trẻ ủng hộ hô hào nước Việt Nam, thì cái muối bỏ bể của anh Việt Khang gieo lên trong cái lòng của những người chống cộng ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà anh có một độc giả Đinh Bá Khước nói rằng yên tâm đi, Bác Cường tai to thế kia, không đại quan thì cũng là trường thọ. Đây là thưa quý khán giả đã nói như vậy, thì chúng tôi quý vị để ý luôn, tất cả 5 người chúng tôi á đều là tài Phật hết. Nếu mà anh không, anh mà không có cái váy tay này thì anh đi đời hôm nọ ở bệnh viện Thống Nhất rồi anh ơi. Mình không phải tay mình to quá cho nên mình nghe anh Ngôn Thiện chửi mình nó rõ quá đi.